quá anh em ạ. Không đều.
xuống đi anh nhỉ. Em xuống dưới không ạ? Em đưa cho anh đỡ nhé. Vâng, vâng. Bạn đẩy qua thì không xuống được. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5 cân đây. 5 cân.
Cho anh xin cái túi nha. Cho cô nhờ lấy nhiều đấy. Nhưng mà cái hàng này nó là hàng mình hái ở rừng về nó có chất lượng hơn. Nhà mấy đứa trẻ con rồi. Sau này cái đòi bảo bố chợ mua về. 5 cân 50 nghìn nhỉ. Thôi anh gửi vợ chồng nhá. Rồi anh cảm ơn nhá. Hết tuần sau anh ra anh lại ủng hộ tiếp nhá. Thử một quả nhé. Vâng. Anh thử mấy quả ăn được? Này, mấy quả to vào. Đào sâu nhà miếng trồng người nhưng mà không có quả nha. Có nhưng mà mấy con nó thằng lịt lịt quá. Nhưng đó mấy quả mấy tí to nào này thấy mất bao nhiêu. Chúng nó trèo lên xuống hết mà. 4 tuần nữa. 4 tuần nữa. Ừ. Thế lấy cho nó 1 cân. Tăng bông bàn chải, tăng bông bông cá.
ok nhá. Trước khi mà ta kính chào bà con các bác, ơi bà con các bác, bà thân là gia đình của chúng em, một gia đình người dân ba tính và hàng tổng hợp con cá, hàng người dân ba tính gồm có ba con là ba trái, lượng bằng ba tuyến bao tay lao động, hàng ba tính gồm có tăng công ba trái, lượng bằng tuyến bao tay lao động, hàng tổng hợp con cá gồm có bóng tay móc khóa nhíp nhổ dâu bàn cào dâu móc khóa và nhiều mặt hàng khác. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình không có mà đâu, mình cứ mang đi à. Oh.
cho cái cà rốt vào. Ta nó chấm như này này. Thank you.
Cô ăn được à? Ừ. Chấm. Chấm. Tao mà bố nó xiết chẳng. Dạ. Nhiều con này nó có ong đấy nhỉ. Cái này chắc có ấy. Chỗ ong nó gần gần trên này thôi. Tao cũng gần gần trên này đấy mà. Bởi vì nó bay lên trên này hết thì chắc nó trên này thôi. Nó từ trên cháu thì thấp để nó. Đưa. Đâu, đi về đây nào. Đã luôn á, luôn á. Lên, thẳng ở dưới kia lên đây rồi. Cây nào cũng cao hả? Đếm được cây nào luôn ấy, cao phết. Nó bay thẳng là nó ở cao lắm ạ. À. Cao lắm ở cái loại này ấy. Cùng nhau nhìn, mỗi người nhìn kiểu nhá. Không người thấy, người không thấy đâu đấy. Chưa? Yeah. Chưa. Yeah. Ồ, trên này rộng lắm. Toàn bụi dây. Từ cái ngọn cây đi thẳng lên nó đèn xỉ. Ui ôi, tỏ phết. Tỏ thế nhỉ. Ồ, cào phết đấy tổ này ấy. Ui ôi, nó ấy ấy, rụp rụp cánh. Ừ. Ui ôi, tổ này nhỉ. Ui, cây tỏ phết nhỉ. Cây tỏ này treo được không? Ui, cây này tỏ lắm. À, nhưng mà nó cũng có cành nhiều anh ạ, cũng dễ treo thôi. Đấy, tổ này, ui ôi, tỏ nhỉ. Để xì. Mất cả ngày chỉ vì em nó. Ôi ôi. Lật đúng vào tận chiến đổi này. Mua đầy nhau nó bảo. Mua đầy nhau tỏ hả? Ô, gọc tỏ lắm. Tỏ lắm. Tỏ đi lên kia này. Ôi ô, ô cái này trèo cũng dễ đâu. Khó lắm. Dễ rồi, mà mỗi tội gốc này cao rồi. Ừ.
đúng chưa? Để một hai giây để cầm. Máy mà có mấy dây bé này để cầm lên á. Ừ. Một cái này chỉ em cũng đào kéo cái đầu cái rồi chảo cây thôi, còn mình nó mới dưới được mình, nó không bị. Ừ. Xuống rồi anh em mình mặc quần áo lên nhỉ. Ừ. Tuyệt quá nhỉ. Ừ. Rồi hôm qua mưa xong. Hôm qua được có 10, hôm nay ngon. Mưa là làm cái gì cũng vất vả hơn. Cho nó vào cái lỗ nó bé bé tí, nó không chui được vào được. Chui qua đấy thì thôi. Chui qua đây thì vào. Nó có biết tìm đường vào nó cứ... Nó chịu chứ. Nhưng mà có khói thì nó lại không bậu vào đây đâu. À. Ừ. Nhưng mà tí chẳng biết anh có mang được tí không được lên. Phải mang tịt khói đi đấy. Bên này nó còn một chỗ đấy thì... Cái này thì mình yên tâm rồi. Còn cái bộ này đã quên mất xem. Mang khói đi nó ít khi bay vào người á. Đây chị đón rồi, biết đón mà. Chắc ai cho cái gì này cho nó. Cứ một tí là cho nó khói nhiều phát dưới này, em lên kia lấy được phát cái mật nó là nó không xuống nữa mà. Nó vừa bay ở kia nó không xuống dưới này. Cả giá giá khóc nhúng đó rồi đó. Chắc khóc nhúng đó mình chỉ chẳng là thêm một băng thôi. Còn chua vậy nè, đâu sẽ chán lũ nè. Tại là bé chỉ tông một bé một bao hôm là mình chở bao là. Khi cả chút chua. Đây nha. Đúng này, đây. Cái to quá phải dùng cái này chèo, không chèo được. Đây có đi nhỉ. Cứ ngửa bên dưới lên thôi nào. Hả? Ngửa bên dưới lên này. Cậu đinh rồi đấy. Đấy nhá, rất là nhiều mật luôn. Đấy. Anh em bác nào có ai mua ong cứ liên hệ với em nhá, có nhiều. Rất
đẹp luôn. Rồi. Nguyên cái mực trắng bết này. Ủa ơi. Đẹp quá anh em ạ. Rồi. Rất là nhiều mực luôn. Cái bầu rất trắng bóc luôn này. À. Ui giời, đẹp thật đấy. To, chỗ này to thật. Nó đang bay bay rồi. Đấy. Nè. Ông bay nè. Nào, quay lên nào. Đây này, đại ca đây này. Hello. Đây, lên tận chia trên ngọn cây anh em nhá. Đây, nhìn thấy mặt trời luôn này. Cũng một rộng ở cái lá kia nhiều chưa? Đấy, bên nó bay đậu hết vào chỗ lá kia rồi. Khói đấy. Bằng hoa ơi, chuẩn bị đón mệt nhá. Đấy. Nhiều mật thế nhỉ? Ui, nhiều mật lắm tụi này. Đây nguyên cục mật nhá. Đây là bầu mật đây các bác. Ui thủng nha. Ui thủng rồi. Hả? Thủng à? Chưa, không phải thủng đâu. Sao anh thấy nó chảy ra kìa. Cái này là đó là nó bên để thủng bên này tí. Ừ. Nó bị mắc vào trên kia. Cứ thế lót hai cái nhỉ. Đấy, đánh được anh chữa được. Đấy, đấy là bầu mật này các bác này. Nhưng mà nó dây thả xuống. Ừ. Xem kiểm tra xem còn không. Thế rồi. Cái dây có đủ xuống không nhỉ? Thoải mái. Dây dài lắm. Lâm tặc đang phá rừng ở đâu ơi.
Đưa đón nè. Vô đấy. Hả? Vàng hoa. Đi ơi. Có mật nhá. Thả xuống à. Ừ. Đang tiến hành cho mật xuống nhá. Vàng hoa ơi, đón mật nhá. Từ trên không gian xuống sợ thật. Từ từ thôi. Hạ cánh thành công nhá. Khoan nhá. Ong về đây này. Nhiều lắm. Em bên phải làm rất to mà. Chứ không có nó về ngay. Thấy chưa? Thôi, đã xong việc. Phát vào ngón tay. Anh bị vào đấy á? Ừ. Em không bị phát nào đâu. Nó có bao đựng không này? Đeo găng tay rồi nhưng mà nó vẫn châm thủng. Để đấy nó để riêng ra. Mai lại đi phát tủ kia nhỉ? Đi rồi. Đây đó. Là nó không hết nước bao giờ đâu này. Thế là nước nó bình thường này. Ừ. Ừ, hết rồi. Chị ở dưới chị thổi khói ấy. Bây giờ mặt chị toan mùi khói đâu mà. Nó bay lên đầu. Em hai anh em mình trèo lên đấy mặc cái quần áo đấy xé nó vào trong còn nóng lắm nha. Chắc anh em mình phải trên đấy trong khoảng một tiếng ấy nhỉ. Ừ. Tiếng hay nửa tiếng đấy nhỉ? Ừ, tiếng. Ừ. Ôi, nó sáng nhỉ. Hết. Đi bắt thế này vui nhỉ? Em ở dưới eo sốt ruột lắm nhá. Ừ, bắt thế này cũng vui mà. Cũng khó hết. Mới đi lúa mía gì nhá nãy à? Sao nhiều à? Sao nhiều anh nhiều nhá từ? Nhà to. Chân châu à? Không có cái lán đẹp gì. Gì đây hú thốn là đó. Thốn là mới đi ra. Còn nước không anh? Em xin nước.
đây tăng rồi. Chị tôi rất yêu. Thôi là mát thế à. Cái này đi bán họ mới bảo là mình lấy không, ừ. Không có cái này rồi. Nguyên con. Có tin đấy, họ bảo mật ong giả. Cái này rất ta luôn. Cái này là ông thật rồi. Cái này ông thật rồi. Ông quá canh thật rồi. Bây giờ là anh chị cứ về trước. Cho tí em đi lung quanh đây xem có thấy tổ nào nữa không. Em về sau. Nhá. Chắc để anh vô này sách rồi. Có vòng dù sợ hỏng ạ. Đấy, còn quần áo em thì chắc chí em về sau em mới lấy. Ừ, tính nó lấy. Rồi. Rồi nhá. Rồi, anh chị về chưa nhá. Về để đi chợ. Về nhá. Không muộn chợ, không phải khó bán á. Rồi. Bảo Yên rồi. Về tí ngô đi, nữa ăn đi. Ngô của nhà anh à. Ờ. Cũng có cả da xanh mà. Đây qua hàng thịt sẽ phát đến luôn. Anh ơi, qua hàng thịt sẽ vào hàng đến ngay. Vâng ạ.
Thế em gọi điện thao ở hơi chỗ này còn tổ nào em lấy em tổ nữa. Thao nào anh? Không, tổ thao ở trên trường đó. À, thao. Có biết anh thao. Còn mình nữa. Ai đứng với cái này cho một cái. Em nhìn ngon nhỉ, em không dám ăn nữa, em ăn em bị lắm trong như ăn à? Cái mật này bị lắm trong rồi vẫn không đủ. Mật nhà rất nhiều. Nóng hơn ạ. Để trong này đi về nó không bị bật nắp vào ngoài. Bật nắp nó lấy xe của anh ấy. Dạ. Để cả như này. Ba đấy này túm hết vào một bao hạt kẹo tự chia ra. Lòng hai chú bóng vào. Không xe năm nó bụng đấy. Bụng phải lọ ấy. Chị bốc phải lọ cho em. À, cho em mượn cái cân của chị. Rồi ba cân. Mai có tổ nào gọi em? Mai mới là ông quái.
Tan đấy, đi đằng đấy. Vâng, bà nào đi đằng đấy mà. Dạ.